cái nhìn đúng đắn trước cuộc sống luôn được con người đề cao, tôn trọng. Cái nhìn đúng đắn sẽ dẫn đến hành động đúng đắn. Nếu ta có cái nhìn đúng đắn trước tội lỗi, chắc hẳn tội lỗi không phải là điều gì đáng ghê tởm như người ta thường nghĩ. Tùy vào cái nhìn của tôi mà số phận đời mình được biến đổi. Có cái nhìn đưa dẫn con người đến chỗ bất an, tuổi hổ. Có cái nhìn đưa dẫn con người đạt đến niềm vui, hạnh phúc khôn dò. Bài tin mừng hôm nay cho ta thấy ba cái nhìn khác nhau trước lầm lỗi của một người. Chính cái nhìn khác nhau đưa đến những cách sống khác nhau. Cái nhìn kết án khinh khi. Các kinh sư và người Pharisêu cho mình là công chính, có quyền kết án người khác. Họ quên rằng chỉ có Thiên Chúa là đứng ra lề luật và xét xử. Thế nhưng tính ngạo mạn của họ dần dần đã chiếm lấy luôn quyền của Thiên Chúa. Họ đã qua đi giới hạn của mình trong tư cách và người nắm giữ lề luật. Bản chất của lề luật là để hướng dẫn và bảo vệ con người. Nhưng các kinh sư và pharisêu đã dùng lề luật để hạ bệ người khác trước đám đông. Họ không ngần ngại đưa người thiếu phụ ra trước mặt nhiều người. Lỗi thầm kín của thiếu phụ này rất cần được sự chia sẻ và cảm thông. Đằng này lại bị rêu rao bêu xấu. Chưa đủ, họ còn muốn thêm nhiều đồng minh để ủng hộ việc làm của họ. Chắc chắn nhiều người qua đường sẽ có nhiều lời đàm tiếu, khinh miệt. Họ ném những cái nhìn đầy khinh chê vào thiếu phụ này. Cảnh tượng đó chắc làm cho giới kinh sư và pharisêu hài lòng lắm. Chỉ tội cho người phụ nữ chỉ biết lặng câm, không nói được một lời. Cái nhìn xót xa. Tuổi hổ, trước những lời tố cáo, trước những cái nhìn khinh chê, người thiếu phụ không dám nhìn lên. Bà gục đầu trong tuổi hổ, như sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả xảy đến cho mình. Bà rất đau khổ, mong bản án sớm được đưa ra. Điều làm bà đau khổ nhất chính là có sự hiện diện của những người thân của bà. Những người thân yêu đang nhìn bà như bao cặp mắt khinh khi khác. Những đứa con bà vừa trách bà, vừa xấu hổ với người khác vì có người mẹ như thế. Rồi đến chồng bà, người trước đây rất yêu bà thì giờ lạnh nhạt tránh xa. Người thiếu phụ như những gớm ghét bản thân mình. Những phút lỗi lầm đã gây ra bao hậu quả. Bà không mong tìm được sự cảm thông nơi người khác, chỉ biết xót xa phận mình cho việc làm đã qua. Cái nhìn thông cảm, thương yêu trong lúc mọi người đều rẫy bỏ. Chúa Giê-xu là người hiểu rõ sự tình. Ngài thấu suốt tâm tư của bà. Ngài không theo mọi người kết án bà. Ngài phân biệt rõ ràng tội lỗi và tội nhân. Tội lỗi đáng ghét nhưng tội nhân thì đáng thương. Chúa không miệt thị bà như những người khác, nhưng tỏ ra rất gần gũi và quan tâm đến bà. Tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Ta đừng vội hiểu rằng ở đây Chúa tha thứ cách quá dễ dàng như thế. Tội này chẳng đáng quan tâm. Chúa Giê-xu không có ý nói đừng lo, tội này không sao đâu. Nhưng Chúa Giê-xu hoãn lại việc kết án để ban cho bà cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Con hãy đi và hãy chứng minh rằng
con có thể sống tốt lành hơn. Anh chị em thân mến, tội lỗi làm cho con người xa dần Thiên Chúa. Nó làm cho khả năng sống thiện hảo hơn nơi con người cũng dần mất đi. Đứng trước tội lỗi, ta phải có nhìn thế nào để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và ích lợi? Ba thái độ chúng ta cần phải có: trông cậy vào Chúa, nhìn vào chính mình. Mặc cảm tội lỗi dễ khiến ta mất trông cậy vào Chúa, do đó ta không quá xấu hổ, tuyệt vọng khi phạm lỗi lầm. Điều cần nhất là ta phải tuyệt đối tin tưởng vào lòng thiên xót của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa vượt xa những lỗi lầm của ta. Chính tình yêu của Ngài sẽ lấp đầy hố ngăn cách để ta có thể đến được với Ngài. Ta trở nên thánh thiện là nhờ sự gắn kết giữa ta với Thiên Chúa. Ta càng gần Ngài thì sự thánh thiện ta càng tỏa sáng. Cảm thông, cảm nhận tội lỗi của bản thân ta dễ cảm thông trước lỗi lầm người khác. Ta không nên xem thường hay khinh miệt người nào khi họ lỗi phạm. Ta nên nhìn họ với cái nhìn của Chúa Giêsu. Đó là sự cảm thông phát xuất từ một tình yêu chân thành. Tha thứ. Nhìn vào Chúa Giêsu, ta thấy sự tha thứ của Ngài không có biên giới. Tình yêu của Ngài vượt xa lầm lỗi của con người. Ngài muốn con người đến với Ngài để được đổi mới. Ngài không chấp tội của ta. Ngài nhìn ta không phải ở chỗ ta sống ra sao, mà là ta có thể trở nên thế nào. Chuyện kể về hai người bạn thân đi qua sa mạc. Trong cơn đói khát lã mệt vì bão cát và nắng cháy, một người kia tát người bạn này, bóp. Người bạn bị tát ngồi xuống, lấy ngón tay viết lên cát. Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi. Hai người tiếp tục cuộc hành trình. Khi vừa thấy một ốc đảo, người bạn này vội chạy đến và bị trượt chân. Vừa lúc đó, có một bàn tay chạm đến và kéo anh lại. Anh ngồi xuống viết lên đá. Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi. Về sau, có người hỏi anh bạn này, tại sao khi người khác làm khổ anh thì anh lại viết lên cát, còn khi người ta giúp anh thì anh lại viết lên đá? Anh bình thản trả lời, khi người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát, để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua và mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, hãy khắc nó lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim, không có cơn gió nào xóa đi được. Thưa anh em, đứng trước lỗi lầm của người khác, ta hãy viết nó lên cát, để ngọn gió tình yêu tha thứ của Thiên Chúa thổi qua và mang nó đi cùng. Cái nhìn đúng đắn quả là rất cần thiết cho cuộc sống. Xin Chúa cho cái nhìn của ta được hòa nhập vào cái nhìn của Chúa, để cái nhìn của ta được biến đổi, hầu cuộc sống của ta không còn biểu hiện những khinh chê hay tủi hổ, nhưng luôn dâng trào tình yêu thương và luôn gắn kết với mọi người. Amen.